Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có những cái thẩm hai châu để mình chia sẻ các bạn xem vui nha. Đây là những tác phẩm hai châu vườn nhà của mình nha. Cốt cách khá là hay nha các bạn. Liền lạc cây. Cây khá là to, một người bưng nặng như vậy. Đây là sạch kém rồi, dùng lá rất là đẹp. Cây ôm đá rất là nghệ thuật các bạn, cũ đế rất liền làng. Cây lách đường đu F1 các bạn, lách từ gốc tới ngọn. Các bạn thấy trái không? Già nào mẹp trái không thằng các bạn đó. Cây chùm chùm chùm. Cây trái xum xê, mèo sắc khá là đẹp các bạn. Đang đổ bông, đang ra tiếp một đợt bông. Bạn thấy không? Lách này. Lách này. Y như hình chữ S luôn. Vô một cái chậu khá là xịn sò các bạn.